Chim sẻ cầm mác, anh Huy cầm hit, bên kia Gunny cũng cầm hit, và Kata là của Long Lê. Quân là cân, quân là cân chặt luôn anh em ơi. Bỏ quả đầu 7 cây dành cho Max C của chim sẻ. Oklahoma. Tránh bụi đời nhé, chào anh Chắc Lơ Phạm nhé, chào anh Lê Văn Chiến. Đưa cúp cho sẻ luôn khỏi đánh. Ơi anh em đừng nhầm, thể loại đoàn thể này đó là tổng điểm của 3 thể loại solo 22 và 44. Đấy, cái thể thức đoàn thể này không phải là thể thức cá nhân đâu anh em. Muốn vô địch còn phải vâng kiếm được rất là nhiều điểm từ các thể loại khác nữa. Mà chúng ta mới thi đấu giai đoạn lượt đi thôi, còn cả một lượt về rất dài đằng sau nữa. Ở trên rồi, khả năng gãy dần dần này. Gãy, gãy. Ôi, sống ạ. Wow. Vâng, thằng dân này sống anh em ơi. Nó đứng dưới dốc, nó phi, mà nó phi mít tới 2 đến 3 tơn mà vẫn sống. Ảo nhỉ. Quả đấy mà vào tay ông Hào là chết lâu rồi đấy. Chết từ tập trước. Tôi hay bình luận cả Hào đánh thì tôi để ý ở FPS có dân của Mạnh Hào cũng là loại dân rất là yếu. Không cần biết là quân gì, solo sư tử chuyên chết dân. Cái pha này cũng phải nói là đỏ, đã đánh hay lại còn đỏ. Quả đấy không chết dân, siêu thật. Vâng, chào anh đầu 098 đuôi 3 nhá, hello anh. Anh có thể vào phần cài đặt anh chỉnh lại cái tên thì em mới biết là ai để chào. Chào anh Vinh Trần nhá. Bốn voi, ít nhất 4 voi dành cho sẻ. 6 thì phải. Ờ, 6 voi gì anh em ạ? Hình như 6 voi không phải 4 voi đâu. Đúng nhỉ? Đúng ta. Trời ơi, bài lại vẽ. Map vẽ, map vẽ, map vẽ. Lại rất đẹp. À vâng, cảm ơn anh có số điện thoại đầu 092 à 0972 8625 đã gửi tặng cho chim sẻ và clan FPS 5000. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, bảy hiệu đầu 5 con. Vâng, ok Đức Tài nhá. Vâng, chào anh số điện thoại 032 đuôi 6. Anh em có thể chỉnh lại cái tên ấy, thì khi mà mọi người tương tác với em thì em dễ tương tác lại hơn. Nhưng khi là kiểu nền tảng người ta che số điện thoại để tránh lộ thông tin của anh em nên là nó không hiển thị hết số điện thoại ra, cũng không biết là ai. Rồi chào Trần Chính Lương nhá. He he, sao không thấy đi đâu à? He he gì, nó lại giải nghệ rồi. À không, như vậy là có 4 voi thôi, 4 voi, 2 bầy hiêu và 1 vỏ quả phụ dành cho bác C của chim sẻ. Và tôi sẽ theo dõi chim sẻ câu lốt con voi này và chuyển qua màn hình máy của Huy để xem bài của Huy như thế nào. Có ổn không? Trận này quân là cân rồi, nhưng Huy cầm cung nhá. Trận này liệu Huy có lại khẳng định với khán giả một điều rằng tôi biết đánh cung, không phải là tôi không biết đánh cung. Và gặp màu 2 Long Lê, khả năng cao sẽ có ăn tranh. Rồi đóng cờ trước và đang có nhiều dân ở đây hơn, đó là anh Huy. Huy sẽ ăn được quả này trước, ăn được nhiều hơn chắc chắn luôn. Long Lê hình như là cũng đóng cờ rồi và đang kéo dân ra rồi. À, có thêm một bầy hiêu trên hướng 12 giờ nữa. Vậy là Hitty đang ăn tranh với Kata. Sẻ đóng lờ rồi đấy. Rồi 9:30, 9:30 tròn xe anh em ạ. À. 9:30. Chỉnh tên sao chưa hiện? Chắc là nó chưa cập nhật luôn anh ạ.
và để động viên cũng như là khích lệ tinh thần tiếp sức cho chim sẻ và team BSBS. Mọi người có thể ủng hộ và donate bằng cách click vào biểu tượng hộp quà bên cạnh khung chat hoặc gõ SBS vào khung chat rồi click gửi đi. Số tiền sẽ trừ trực tiếp từ thuê bao di động của anh em. Nhưng mọi người cần lưu ý, hình thức donate này chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước của Viettel. Mỗi ngày được tặng tối đa là 300.000 và số tiền mỗi lần donate không quá 5.000 một lần anh em. Và đang có những tình huống chéo con ngựa giò sang bên phía cánh của Huy, chọc thẳng vào khu vực mà Catharian đang ăn tranh quả quả. Con giò bây giờ đủ công giáp rồi, nhưng từ những trận thiếu đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại, ngày hôm nay tôi có cảm giác con giò trong tay của chim sẻ lợi hại hơn so với bình thường rất nhiều. Hôm nay cảm giác sẻ trong giò cực kỳ đau và khó chịu. Mọi hôm mình thấy chọc giò cũng không rát đâu, không rát lắm đâu, nhưng hôm nay thì cảm giác con giò của chim sẻ cực kỳ rát và rất khó chịu luôn. Các bạn có thể thấy Long Lê liên tiếp phải chống cái con ngựa giò cực kỳ khó chịu của chim sẻ mấy trận rồi. Chọc giò đau, bị chọc giò cho không có tay làm bất cứ vấn đề, làm bất cứ việc gì luôn. Long Lê cũng đã ăn được vàng và bo được cỏ vàng rồi. Trong khi đó thì ở nhà thì Vani đang có một con cung tê đẩy lên, sẻ cũng đã đỡ xong con cung tê. Bây giờ thì cung tê của Huy tới, nhưng mà bên kia thì Kata cũng lên đời ba xong rồi. Có lẽ là con tê nó cũng sẽ không có tác dụng. Rồi xong bãi gỗ. Chắc chắn là xong cái bãi gỗ này rồi. Chim sẻ còn đang vẩy e, mặc dù đối phương chưa bánh xe. Chim sẻ muốn giải quyết nhanh để còn đánh về cánh của Hit. Hai tơn rồi, tạt cho Kata hai tơn rồi. Bài 9.5 và sát thương của chim sẻ đang tạo ra là cực kỳ lớn. Và có thể thấy Long Lê đang chết quá nhiều dân. Bây giờ thì Long Lê chỉ còn lại mỗi mỏ vàng rồi, là hết rồi. Vì đó thì Gunny đang đưa rất nhiều tê lên đây. Why? Tại sao? Khi mà chim sẻ đã có chém ở đời ba rồi, tại sao Gunny lại chơi nhiều tê đến như vậy? Lý do là gì? Đây không phải là những con tê mang lại nhiều hiệu quả ở trong trận đấu này. Bởi vì bắn vào cái nhà kích 9.5, có tê thì người ta cũng có chém rồi, thì con cung tê nó có làm được cái gì đâu. Cung hít bắn rát nhá, trẻ cũng cần phải chú ý giữ dân và thủ tơn này, không được để bị Gunny ăn mất quá nhiều dân. Bởi vì tất nhiên Max C loại quân không có bánh xe, giữ dân rất là khó. Vào cái cung hít phải bắn rát chưa, bắn rất rát luôn. Trẻ đang cố gắng điều, có thêm một tơn 3 nữa đến từ Gunny đẩy sang. Trẻ cũng đang bắt đầu dần dần mất đi những đơn vị dân. Ăn hoang thêm một tờ nhiều nữa, sẽ kéo toàn bộ chém về đối thủ. Khi mà đã có được quá nhiều lợi thế trước Kata rồi, cánh bên kia Huy sẽ là bài khỏe nguyên không mất gì. Và Kata thì đã siêu yếu rồi. Bài 3 có rác đến từ cung của Hit. Tờ này thì Gunny vẫn hết quân. Điều này đồng nghĩa việc Gunny không công được sẻ, không lấy được tham Max C của chim sẻ. Tất nhiên là cũng sẽ đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có chiến thắng ở trong trận đấu này. Đánh máy của Huy, một tơn đẩy của Huy thôi là giải quyết trận đấu luôn. Tham lai quá đè rồi. Kata fit, Kata đã fit. Chim sẻ thì vẫn đứng vững trước hit đi. Bây giờ thì chim sẻ sẽ bắt đầu mất dân. Thời điểm hiện tại Max C làm quá tốt rồi. Vâng, trài quá tốt rồi. Rồi, Huy đẩy tới khoanh ruộng nhà chính của Gunny rồi. Huy tăng A thứ lắc, chưa. Thằng này của Huy là lắc sọi. Rồi cho dù là... Vâng, cho dù là chim sẻ mất tham, thì cái thế này là cái thế mà tôi nghĩ là Huy vẫn đang khỏe hơn so với Gunny rất nhiều. Chất lượng quân thì như nhau, đều là những cung lửa của Hit. Vâng, Huy có chặt gỗ 2 và tăng A thứ 5. Thế phát triển đang khỏe hơn. Bây giờ cứ dồn lên thôi, Kata nó còn cái gì đâu, còn có hai con lạc đà, nó không phải là áp lực, không cần phải chú ý đến luôn, không cần quan tâm đến con Kata tầm này nữa. Thế ốp A của Huy đang cực kỳ đẹp nha. Huy không nhất thiết phải dấn quá sâu vào trong, cứ đứng ở đây thôi là có lợi rồi. Bởi vì thời điểm hiện tại thì Gunny đã mất khoanh ruộng nhà chính, thì cứ càng đánh thì lượng quân của Gunny sẽ càng ít hơn thôi. Như vậy là chúng ta có chiến thắng thứ 9
Kết thúc 12 ván thi đấu, chúng ta đang dẫn trước thắng, đang có điểm số về tỷ số lúc này đang là 9-3 và cùng nhau chuẩn bị đến với trận thi đấu cuối cùng, trận thi đấu thứ 13.